Đây, ở bên trong là em gắn ba cái viên pin sắt nha. Một cái mạch bảo vệ pin 1S và một cái mạch để hạ áp từ cái tấm pin năng lượng mặt trời 6V xuống còn 3.65V để sạc cho bộ pin này. Thì cái viên pin này là pin 3V2 thì nó đầy ở cái mức là 3.65V. Đó, thì em dùng mạch hạ áp ở đây. Đường này là vào camera và đường này là cắm tấm pin năng lượng mặt trời vào đây để sạc. Bữa nay em xin giới thiệu cho mọi người một cái camera dùng năng lượng mặt trời nha. Thì ở trên thị trường có bán những cái loại camera mà dùng năng lượng mặt trời á, thì nó thường là ví dụ như là khoảng nếu mà 2 ngày mưa liên tục á là camera nó không đủ cái dung lượng lưu trữ. Tấm pin mặt trời nó sạc vào trong cái bộ lưu trữ của nó sẽ không có đủ để duy trì cho cái camera hoạt động trong trong 3 ngày mà bị mưa nha. Còn hôm nay thì em làm cái bộ camera này thì bảo đảm với mọi người là khoảng 5 ngày nếu như mà có mưa nha. Nếu như mà có mưa liên tục 5 ngày á thì camera này nó vẫn hoạt động bình thường. Thì đây là cái hộp kỹ thuật, thì ở bên trong đây là em lắp một cái bộ lưu trữ 15 ampere và đây là cái con camera thường thôi. Đây, camera không dây thường thôi. Thì để chúng ta lắp cái camera này ở ở ngoài trời, chúng ta không cần phải kéo dây điện á. Thì chỉ cần làm như thế này thôi. Ở đây là cái chui sạc vào của cái tấm năng lượng mặt trời. Tấm năng lượng mặt trời của em là bề ngang là 35 vuông nha. Và tấm này là 6V 25W. Thì mình sẽ cắm vào trong đây nè. Cắm vào vị trí này. Và để cái tấm pin mặt trời này ở ngoài nắng thì nó sẽ tự động sạc cho camera này thôi. Camera này thì chúng ta dùng như mọi người thấy đây là loại Yosi, thì nó dùng bằng wifi và nó không có sim 4G. Thì để mà chúng ta lắp cái camera này ở ngoài đồng ruộng nơi mà không có wifi á thì chúng ta sẽ lắp thêm một cái USB 4G vào bên trong đây. USB để chứa sim 4G á, chúng ta lắp vào bên trong đây. Thì bên trong đây sẽ tích hợp luôn cái nguồn cho cái USB 4G đó để nó chạy được là nguồn 5V. Thì nó sẽ chạy được USB 4G. Và chúng ta sẽ lắp cái camera này ở ngoài ruộng hoặc là ngoài vườn gì đó, nơi mà không có wifi thì chúng ta vẫn dùng được. Và đây là cái hệ thống camera năng lượng mặt trời của em. Thì cái tấm pin này chúng ta sẽ làm một cái khung. Cái khung chúng ta sẽ để phía sau cái con camera này nè mọi người. Để phía sau camera này và nó sẽ che nắng che mưa trong con camera này luôn. Thì chúng ta sẽ bắt camera này vào cây vào tường gì đó. Rất là gọn nha mọi người. Bây giờ em sẽ mở cho mọi người xem cái con cam của em nó hoạt động nha. Hoạt động như thế nào nha. Này, em cắm nguồn vào camera của em nó đã hoạt động nha. Đấy. Nguồn này là nguồn tấm pin năng lượng mặt trời nè. Camera nó đang hoạt động. Thì em chưa có cài camera cho nên là nó vẫn còn ánh sáng đèn như vậy. Thì khi nào cài camera xong thì nó sẽ tắt cái ánh sáng đó nha. Đó, chúng ta lắp một cái camera wifi không cần kết nối dây điện. Thì chúng ta có thể lắp ở ngoài ruộng hoặc là ở trên rẫy trên nương gì đó. Rất là dễ dàng ha.